Xin chào anh em, hôm nay thì mình không phải là reviewer nữa mà mình là giveawayer, bởi vì là mình review xong em này là mình tặng cho anh em luôn. À, anh em phải xem được cuối video để xem là mình tặng này như nào nhá. Và bây giờ hãy cùng xem là sản phẩm mình giveaway nó sẽ như nào. Đây là chiếc chuột Asus TUF Gaming M4. Đây là một chiếc chuột không dây, nhẹ và hợp lý cho anh em. Mức giá hiện tại của nó rơi vào khoảng đâu đó là 1,2 triệu anh em ạ. Trong hộp thì ta nhận được một chiếc chuột, một cục pin 2A, và bên trong đây chúng ta sẽ còn có một cục pin 3A với cục chuyển và một chiếc receiver 2.4GHz anh em nhé. Em này thì anh em có thể thấy dáng cầm đối súng nhưng mà có mỗi nút bên này, thế nên là chỉ dành cho tay phải thôi anh em nhé. Cầm vào thoải mái, sờ sướng lắm. Nói chung là cái dáng nó hơi thon thon một chút nhưng mà sờ vào thì very nice. Về cân nặng thì không pin, không chuột, không gì cả thì là 62g, nhưng mà thêm cục này vào thì là 77g, còn thêm cục này nữa thì là 86g anh em nhá. Tức là sử dụng được hai chuẩn loại pin luôn, quá hợp lý. Trên chuột này thì có tổng cộng là 6 nút. 6 nút có thể điều chỉnh được thông qua phần mềm của Asus. Hai nút chuột trái chuột phải này, con lăn ở giữa này, nút DPI này và hai nút home anh em nhá. Nằm bên dưới đây chúng ta sẽ có các feed PTFE rất là mượt mà trên pad chuột. Nằm ở giữa chúng ta sẽ có mắt đọc PW 3311. Em này thì không có trong list của những chiếc mắt đọc hoàn hảo nhất, nhưng mà khi mà mình di chuột với cả về ốp thì mình đảm bảo rằng rất là ok luôn. Em này đáp ứng được cái nhu cầu chơi game của mình và đảm bảo rằng sẽ đáp ứng được nhu cầu chơi game của anh em luôn. Cầm vào thoải mái nhẹ nhàng này, bắn FPS quá hợp lý. Về kết nối chúng ta sẽ có tổng cộng là hai chuẩn kết nối. Một là wireless 2.4GHz, hai là Bluetooth 5.2 để cho anh em có thể sử dụng thoải mái trên laptop của mình. Nói chung là đây là một em chuột cực kỳ là phù hợp với những ai mà chơi ở nhà, đem đi văn phòng và làm việc ở mọi nơi. Đấy. Cầm phát là tháo ra luôn, cắm Bluetooth luôn, không cần phải cầm dongle hay gì cả. Về trải nghiệm cầm nắm và sờ sướng thì em này quả công nhận là rất là sướng. Ở bên trên đây là hai cái nút bấm bằng PBT anh em nhá, chứ không phải là ABS. Thế nên là sờ vào vô cùng là nhám và đặc biệt là sẽ không hề dễ bị bám mồ hôi như là ABS, như mấy em chuột ABS bình thường đâu. Nói chung là rất là ngon. Bên hông đây sẽ có các cái khứa cạnh cạnh này để giúp anh em dễ bám hơn, chắc chắn hơn và đảm bảo hơn, giúp cho anh em vẩy ốp thoải mái mà không hề có vấn đề gì hết. Nói thật thì em chuột no như này thực sự đáng để mua đấy, nhưng mà bây giờ có một cách để nhận free, đó chính là bây giờ mình sẽ giveaway cho anh em được không? Ok nhá. Thì bây giờ cách để được tham gia vào buổi giveaway này, anh em chỉ cần làm 3 việc cho mình thôi. Đầu tiên là subscribe vào tất cả các kênh của Hacom, bao gồm của Hacom này, Hacom Quick Review này và cả TikTok này anh em nhá. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ thả một like video này cho mình. Và bước cuối cùng đó chính là thả một comment, bất kỳ comment gì cũng được ở dưới video này. Số từ 1 tới 9, năm sinh của Linh Mikenko hay bất kỳ thứ gì anh em có thể thả hết ở comment. Và mình sẽ random một trong những comment đấy để nhận được, để gọi là xác định được người chiến thắng của chiếc chuột Asus TUF M4 này. Nói chung đây là một sản phẩm rất ngon và hy vọng rằng anh em có thể thực hiện ngay, thực hiện luôn 3 bước vừa rồi của mình. Đấy. Và mình chúc cho anh em nào may mắn nhất, lucky nhất có thể nhận được chiếc chuột này nhá. Và hy vọng anh em có thể tham gia một cách nhiều nhất nha.